có một người phụ nữ đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết và công sức của mình để làm những công việc thiện nguyện, luôn sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Người phụ nữ ấy là bà Thái Kim Anh, hiện cư ngụ ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khi cuộc sống gia đình đã ổn định, các con cũng đủ trưởng thành và tự lập, bà Thái Kim Anh có nhiều thời gian để làm những việc mình yêu thích mà trước đây chưa có điều kiện thực hiện. Đó là thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Lễ hội Rằm Tháng Giêng tại Bình Dương được xem là lễ hội lớn nhất của năm, thu hút hàng triệu lượt khách từ khắp nơi đổ về tham quan, hành hương viếng chùa. Du khách đến với lễ hội luôn ấn tượng bởi hàng loạt các hoạt động miễn phí có 102 tại vùng đất này. Trong suốt những ngày lễ hội, bà Kim Anh và các anh chị trong nhóm thiện nguyện đã làm việc không ngơi nghỉ. Họ tất bật nấu những suất cơm chay, kịp thời chuyển những phần ăn nhanh đạm bạc, những chai nước mát phân phát cho khách đi hành hương. Riêng gia đình bà Kim Anh thì nấu các loại nước giải khát như sữa đậu nành, rau má, sâm bí đao, cà phê để phục vụ miễn phí cho bà con. Tất cả đã giúp cho khách đi hành hương luôn cảm thấy ấm lòng, tạo ấn tượng trong lòng khách thập phương khi đến với lễ hội Rằm Tháng Giêng ở Bình Dương, một vùng đất nghĩa tình luôn đông đầy lòng nhân ái. Tôi đi chùa Tây Tạng thì tôi thấy những mạnh thường quân ở đây giúp đỡ cho những bà con đến đây viếng chùa rất là nồng nhiệt và cái gì cũng coi như là vui vẻ, cái gì cũng thấy là tốt lắm. Tôi thấy là quầy nước nhóm thiện nguyện của Kim Anh á là nhiệt tình giúp đỡ cho bà con đi viếng chùa thật rất là tốt. Việc em tự danh hành nước của nhóm thiện nguyện chị Kim Anh em thấy rất là thích luôn ạ. Tại vì nước mấy chị làm rất là có tâm. Còn nhóm thiện nguyện này cứ hàng năm được tiếp tục để cho mọi người đến với Bình Dương nhiều hơn ạ. Điều đáng trân quý ở bà Kim Anh là trong những ngày Bình Dương căng mình phòng chống dịch bệnh COVID-19, người phụ nữ này đã không ngại khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng, âm thầm làm những việc có ý nghĩa. Đó là triển khai mô hình bếp ăn từ thiện, phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch và những bệnh nhân F0 đang phải thực hiện các biện pháp cách ly. Thấy việc làm của bà có ý nghĩa nên những người thân trong gia đình, hàng xóm, bạn bè, người góp công, người góp của cùng nấu những suất ăn ngon để phục vụ cho bà con. Hồi dịch đó, dịch rồi bà con này kia bị phong tỏa cũng nhiều, rồi mình phát gia đình phát tâm lên cùng với các bạn đoàn viên thanh niên mở lên cái thiện nguyện để phục vụ cho bà con. Thứ nhất là bà con lúc trước là phục vụ cho bà con trong chống dịch, sau này thì phục vụ ở chùa thì mình sẽ phục vụ cho khách hành hương đi tới chùa lễ Phật. Lúc đầu thì kinh phí là của gia đình, sau thì cũng có các anh chị em là thấy mình làm như vậy nên là đã chung tay với mình đóng góp vô để thành một cái nhóm từ thiện. Khi mà mình tham gia được những cái này mình thấy là rất là vui, khi mà mình chia sẻ với mọi người được một chút những cái khó khăn, nhóm thiện nguyện của mình tiếp tục tham gia như là chợ không đồng, những cái bữa ăn sáng ở các cái khu phố. Không chỉ có bà Kim Anh tích cực hưởng ứng các phong trào từ thiện xã hội do các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động, mà việc làm này đã lan tỏa nhanh chóng ra cộng đồng xã hội. Năm 2023, bà Thái Kim Anh là một trong những cá nhân điển hình được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương trao tặng danh hiệu công dân tiêu biểu vì đã có nhiều thành tích đóng góp trong các hoạt động thiện nguyện, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Bà Kim Anh luôn tâm nguyện rằng ngày nào còn sức khỏe thì bà vẫn còn tiếp tục đồng hành với công việc thiện nguyện nhằm mang yêu thương đến với mọi người, mọi nhà.